Ok, hello anh em nha. Trước khi vào video, rất mong anh em lại cho tôi một like và một lần ký kênh ủng hộ tôi có các video tiếp theo anh em ạ. Thật ra là tôi quay một lần rồi đấy, nhưng tôi phát hiện ra là tôi chưa mang chai nước lên. Đấy là tức là tôi phải ngắt đi, tôi xuống tôi quay lại. Cái thật sự xin phép mời anh em làm ngụm nước trước khi mà chúng ta quay trở về với Alone in the Dark anh em ạ. Lao xuống giờ vẫn còn thở đây. Mời anh em. Ok. Hôm nay chắc là phá đảo luôn ở Alone in the Dark đó nha. Continue game phát luôn. Ok. Thế là các bạn là cho anh em chưa xem tập trước thì đâu đấy là tôi đã có những cái pha này mà đã đi vào những cái gọi là cái ký ức nó thâm sâu nhất ở trong cái gọi là cái phần ký ức của anh Jeremy, và tự nhiên là tôi cũng bị thanh niên Darkman cho liên kết với lại những ký ức của chính bản thân tôi, cái thời kỳ mà tôi còn gọi là một thằng say xỉn anh em ạ. Vẫn là đi làm đặc vụ nhưng mà hơi say xỉn, đi phá một cái vụ án liên quan tới cháu bé Gray. Nhưng mà thấy quái nào thì là làm sai chuyện anh em ạ. Thế thì ok, thôi chúng ta cứ tiếp tục thôi. Có vẻ như là hiện tại thì tôi đang vừa phải đối mặt với lại vấn đề của anh Jeremy, vừa phải đối mặt cái vấn đề của chính tôi anh em nha. Ok, hôm trước thì chúng ta, sao tự nhiên tôi thở dữ nha. Cái gì vậy? Tự nhiên tôi mới chạy xuống, tôi chạy lên lại thở vãi chuồng luôn anh em ạ. À đây rồi, mình đã làm xong hai vấn đề rồi, đã làm xong cái vấn đề ở trong phòng của ông bác sĩ Gray. Thế thì bây giờ là chúng ta quay ra cái cây gọi là cây thì thầm anh em ạ, để chúng ta có thể nói là nhận được một cái yêu cầu ở bên cái cây thì thầm, tiếp tục với cái nhiệm vụ tiếp theo thôi. Cái tầm này là tôi xem lại map coi chúng ta còn cái gì mới không. Có vẻ như chúng ta hết cái mới rồi, chúng ta không còn cái gì mới nữa rồi. Vẫn còn cái mã khóa trong văn phòng của clerk à. Từ từ đã, nếu tôi không nhầm thì mình vẫn còn cái mã khóa trong văn phòng clerk. Bay Dr. Gray a visit in his apartment. Từ từ đã, cái khu này bây giờ tôi cũng không vô được luôn. Khu này vẫn còn một cái khóa nha, một cái puzzle, một cái gọi là một cái giải đố nha, nhưng mà không vô nữa anh em ạ. Có thể là không vô nữa rồi. Thôi thế chịu thôi. Ok, thế thì bây giờ chúng ta có nhiệm vụ là đi sang cái khu đâu rồi, Dr. Gray apartment anh em ạ, tức là khu nhà của ông Dr. Gray không ở trong này. Thì hiện tại là tôi phải đi theo cái đường này, nhưng mà cửa này bị khóa rồi. Khả năng cao là chúng ta phải đi bằng, rồi ok, đi bằng cầu thang. Tôi đã hiểu nha. Hôm trước chúng ta cũng đã xuống được tới khu tầng hầm, cái khu phòng nghiên cứu của ông này anh em ạ. Và tôi vẫn còn nhiệm vụ để xuống nữa. Rồi sau đấy vẫn còn một vài cái phòng nằm ở đây nữa cơ, chứ vẫn chưa hết đâu. Ok, thế thì bây giờ là tôi sẽ tìm tới cái khu, cái khu cầu thang ở gần nhà kia đúng không, ở gần khu nhà đúng không. Thì chúng ta đi lên và chúng ta sẽ gặp được cái khu chỗ mà ông Dr. Gray ông ở. Ok chưa. Ôi, gì vậy? Gì vậy? Tiếng gì vậy? Sao tự nhiên cái gian phòng mà thành màu tím rồi mà rồi? Nghe có tiếng người nói anh em ạ. Ủa, sao cái phòng mình tự nhiên thành màu tím rồi? Nghe tiếng ghê vậy. Từ từ, có khi là tôi bị dịch chuyển rồi đấy. Súng ống sẵn sàng. Ui đạn, đạn dòng này hơi thiếu nha. Đạn dòng này hơi xuống nha. Tôi nghe có tiếng cười nói nhiều lắm anh em ạ. Không phải tiếng cười, tôi nhầm, tiếng thì thầm, tiếng nói nghe kinh lắm. Từ từ đã. Ui cái phòng này, ui sao bây giờ phòng nào cũng khóa vậy ta. Phòng này cũng khóa luôn. Ơ, tự nhiên con game này sao phòng nào bây giờ cũng khóa vậy. Tôi chết rồi. Cái cú này là mình bị dịch chuyển vào trong chỗ nào rồi này. Tại vì hôm nay là tôi có cảm giác là chúng ta phá đảo game anh em ạ. Cũng tới chương 4 rồi. Những con game này thông thường là chương 5 là nhiều nhất. Ôi, tôi xem nào. Khu này nghe tiếng rì rầm thì sầm hơi ghê nha. Chỗ này vô được. Chỗ này thì vô được đấy, nhưng tôi cũng chưa biết tại sao phải vô chỗ này. Tôi kiểm tra lại cửa đằng sau đây đã. Cửa này thì không vô được. Tôi chết rồi, tất cả mọi hướng đều dẫn vào cái đường kia rồi. Đạn đúng mình rồi, hiện tại đang hơi thiếu nha. Bắn được đúng một lần là hết đạn đấy. Mày đùa đâu. Tiếng gì ghê trời. Càng ngày các âm hưởng nó càng lên cao là thế nào. Để xem nào. Mấy phòng mà có cái ký hiệu chìa khóa là mình không đi được đâu. Phòng mà đi được. Lên đèn pin cái. Phòng là khu não này. Mà sao có tiếng xì xầm rì rầm của thằng nào đây? Bố con thằng nào vậy?
Thôi mở được cái chỗ này ra. Không có thêm gì mới. Ôi. Cửa này mở nha. Từ từ. Từ đâu mở nha. Chết góc này, chết bao góc này. Cái này cầu thang. Từ từ nha. Chết góc này. Ôi. Chuyện này đấy. Đồng chí nào đây đấy? Tôi nghe thì thầm này giống đọc thần chú rồi anh em ạ. Tôi nghe nói là phù thủy rồi đấy là. Trước khi thi triển chiến thuật, thi triển phép. Ừ. Vừa cảm giác nó hết xong nó lại quay lại kìa. Game lại xếp rồi. Để xem nào. Tôi lấy cái búa gõ vào đầu cô ta. Emily không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó khá là vui khi mà tôi thấy cái điều này là sao. Có tiếng cháu Gray ở bên phòng này nha. Tôi nghe tiếng cháu Gray. Cháu Gray. Ồ. Không có ai. Thế là thứ quái nào? Cái hòm này. Cái hòm này tôi nhớ là tôi mở rồi mà ta. Rồi. Mình vẫn còn cái chìa khóa đất nước Pháp ở trong cái quả cầu trái đất anh em ạ. Từ từ. Hiện tại bây giờ là map tôi xem được không? Map tôi vẫn xem được nha. Rồi. Bây giờ thì tôi phải tìm cách để mà đi lên đúng không? Đúng rồi. Chỉ cần tìm cách đi lên thôi. Nhưng mà tôi vừa đi xuống mà. Nếu tôi không nhầm thì như tôi vừa đi xuống đúng không? Vậy là mình cũng qua đây rồi. Có vẻ là tiếng thì thào đấy là của căn phòng này đây. Private anh em ạ. Phòng riêng tư. Ô. Oh. À đi tôi vô đây. Ô. Oh. Gặp Emily. Thám tử. Tôi rất mừng gặp anh. Khóa cửa lại đi. Tôi không nghĩ là bác sĩ Gray muốn chúng ta ở đây đâu. Có gì ra vậy? Tôi có cảm giác rất là lạ. Em Emily ở đây anh em ạ. Có vẻ như là mấy đồng chí đã gặp nhau rồi đấy. Ơ. Oh. Đổi góc cam luôn mà. Ây da. Cũng lâu lắm rồi tôi không thấy Emily anh em ạ. Khổ thân của game này chơi có hai nhân vật mà tôi chơi một nhân vật miết. Cũng thấy hơi khó hiểu. Tôi xem nào. Đổi góc cam của game này hay phết nhờ. Ờ, nhặt được một cuốn sách. Cuốn sách này là The Myth of the Golden Fleece. Cuốn sách khá là kỳ dị. Không có gì xảy ra trong này cả. Mình không xem được cái gì trong đây cả. Sao trong cuốn sách thế này? À, đặt sách vào đây à? Từ từ nha, có thể là có cơ chế quá ẩn chăng? Đúng rồi đấy. What did you do? Anh đã làm gì vậy? Tôi chỉ xếp lại mấy cuốn sách thôi. Well, come on, let's check it out. Thôi, chúng ta cùng xem thử xem cái này là cái gì đây. Ôi, em vào luôn em Emily. Phòng bí ẩn mở ra mà vào không chết gì luôn anh em. Cắm thẳng đầu vào luôn. Không chết không gì cả. Từ từ. Nếu tôi không nhầm thì hiện tại tôi đang thấy ở đây có trưng bày hình dơi và hình bướm cũng như hình các loại bọ nha. Khá là giống đối với lại những cái con mà tôi đã cao tơ. Tôi đã gặp mặt anh em ạ. Ở trong các cái ngôi đền, các cái lâu đài. Từ từ, cái gì đây? Mình nhặt được một cái bùa, một cái mề đay đồ chơi. Toy Talisman. Nice. Chỗ này là chắc là không la được rồi. Thôi, ta đi theo Emily thôi. Gái vừa vào phòng kín, ta vào phòng kín luôn. I think I'm beginning to understand. Tôi nghĩ là tôi bắt đầu hiểu rồi. Bác sĩ Gray đang đối mặt với lại một thứ giống như là một cái tưởng tượng anh em ạ, rất là khổng lồ, rất là to. Rồi cái gì đây? Vẽ dấu ấn rồng thiên gì ở dưới đất thế này. Cái này không giống dấu ấn 12 cung hoàng đạo nha. Giống hình cái mề đay anh em ạ. Cũng may là không có ngôi sao, chứ nó có ngôi sao chết tôi. Một tí nữa là quỷ gì ra chết nữa. Đây, buổi gặp đầu tiên. Dr. Gray. Cái này là một cái biên bản gặp mặt anh em ạ. À, rất vui vì cuối cùng cũng gặp được cậu. À, cậu Hartwood. Hoặc là được ông đi. Ông Hartwood. Ok. Tôi ở đây để mà xem xét cái hành vi của anh trai hoặc là em trai Philip của cậu. Rồi. Ông tới từ DeSoto đúng không? Đúng rồi. Ok. Tôi muốn hỏi một số câu hỏi thôi. Jeremy bảo ok. Dr. Gray. À, ok. Rồi, Dr. Gray có hỏi về thanh niên Darkman anh em ạ. Thanh niên Jeremy thì bảo là không, tôi không biết gì cả, tôi không nói được. Thế thì ông có nói cho tôi nghe cái gì khác được không? À, Hoan anh em ạ, là thanh niên ở trong cái trí tưởng tượng ở cái khu library mà tôi từng bị dịch chuyển tới đấy. Đánh nhau với lại Darkman lần đầu tiên đấy. John, ai là John? Không. Là Juan Luis George. Từ từ đã. À, Jeremy đưa cho tôi một cuốn sách.
Đây, đọc sách này đi. Có vẻ thanh niên Hoan này là một tác giả anh em ạ. Một tác giả có một cuốn sách. Ok, là một tác giả có một cuốn sách có thể thay đổi cuộc sống con người. Và là một người bạn rất thân của tôi. Rồi, tôi xem nào. Ai là Jacob? Từ từ, lật ở trang cuối cùng đi bác sĩ. Có một cái bài báo anh em ạ. Là kẻ tù của băng hà Jacob Van Otade. Cũng là một người bạn luôn. Không, không phải. He is the fire that fight. Anh ta là ngọn lửa đấu tranh với lại ngọn lửa anh em ạ. Là thế nào? Từ từ. Có vẻ như có một cái lời nguyền ở trong gia đình Hartwood anh em ạ. Nhưng mà tôi muốn cho anh biết là không có gì đặc biệt ở trong cái tình trạng của anh cả. Nó nằm đầu hết ở trong đầu anh thôi. Ok. Rồi. Vậy là Dr. Gray nghiên cứu ra được là có khả năng chữa anh em ạ. Những cái thứ mà thấy, những cái gọi là cái illusion, tức là những cái viễn cảnh anh em ạ. Nhìn thấy được ở trong đầu Jeremy. Thì nó chỉ là những thứ trong đầu Jeremy thôi. Nó không phải là những thứ thật. Mấy ông phù thủy hay là Dark Man thì đang phải thật. Rồi. Jeremy giữa chừng lại la. Giữa chừng lại hét lên anh em ạ. Jeremy bắt đầu hét lên. Và cảnh báo cho cháu gái của ông ta, Emily chạy vào. Có gì xảy ra vậy? Dr. Gray. Ok. Rồi, có vẻ như là ông Dr. Gray này, ông vừa mới thực hiện một cái biện pháp để gọi là để chữa trị anh em ạ. Thì ông Jeremy, ông bị lên cơn động It's kinh. Có vẻ là Ahmed. như vậy. Ok. Cái hồi nãy mà nếu như tôi ngồi tôi rảnh mà tôi nghe đoạn ghi âm á, là nó sẽ còn hay hơn nữa cơ. Tại vì hai người nói chuyện với nhau mà. Đâu, nói chuyện với em Emily xem nào. What were you saying about mass delusion? Their shadow Cô nói seems to gì have về a deranging cái gọi là effect cái on sự people tưởng tượng đó living đấy. close by. It has a Cái đây history xe of tô có creating vẻ như là cults đang ảnh hưởng devoted tới to lại serial những cái cult người xung us. quanh. Even the name Dracetta Nó có refers to một cái the quá cult khứ về một existing cái here before tôn the giáo. Civil War. Dracetta was the name of an Cái tên xe ancient đây xe fertility tô cũng goddess là một cái worshipped tên in của tôn Syria. giáo. Dr. Gray and his friends, Rồi. however, seem to prefer the black goat of the woods with a thousand young or Ui, có vẻ như Shub-Niggurath. Dr. Gray và những người And bạn that của anh name ta can only have come có from liên quan my gì tới uncle's con dê twisted khổng lồ mind. màu đen ở trong khu rừng ở đây mà. Là con bữa đấy. Vậy là Dr. Gray có vẻ là có dính líu gì đấy rồi. Vậy đúng rồi đấy. Thì tôi cũng đã thắc mắc là Jeremy thì làm gì có liên quan gì tới cái đi xe tô này. Đúng không? Nó chỉ là có cái vấn đề ở trong 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 một cái căn bệnh của nhà Hartwood thôi. Nhưng mà thanh niên Dr. Gray này khi mà tới thì bắt đầu là khiến cho tất cả mọi thứ nó càng ngày càng thật hơn. Càng ngày càng trở nên nó phiêu diêu miền cực lạc hơn. That mark on the floor looks like talisman Có dấu ấn ở dưới positions, đất but giống như cái from mề which đay. direction should I look at it? Nhưng mà từ góc độ nào mình nên nhìn nó đây? Trong tủ nó có cái gì? Từ từ, tủ này khóa rồi. Tôi không có chìa. Đây là cái gì đây? Một số cái bài báo à. Snack dagger, tức là thanh dao găm The snake dagger. mãng xà. Ok, hình như mình có một thanh dao găm mãng xà. Đúng rồi, tôi có một thanh dao găm, có hai con mãng xà nó vây quanh cái lưỡi dao. Có liên quan gì không? Có vẻ như là để giải thích là thanh dao găm mà là cái gì thôi anh em ạ. Ý nghĩa của thanh dao găm này là cái gì thôi. Rồi. Có vẻ như là một loại độc dược ở đây. Từ từ. Có vẻ như là con dao găm này luôn gây một cái sự mà độc hại đối với đầu. Chứ không phải là ở trái tim. Cái này luôn luôn The eye of the possessed. Từ từ đã. Cái gọi là cái con dao găm này thường thường là đi ngang qua đôi mắt của những kẻ bị ám. Chứ không đi qua trái tim anh em ạ. Và sẽ khiến cho nạn nhân là bị mù. Nếu mà bọn họ có đủ may mắn để mà sinh gọi là còn tồn tại nha. Tức là còn tồn tại thì chắc bị mù. Ngoài ra thì chết. Sao tôi nhìn từ góc độ này gì? Từ đã. Có vẻ là mình không nhìn được. Mình toàn You nói think chuyện all of thôi. them are in this cult business? Even Jeremy? Cô nghĩ là tất cả những thứ I'm này not đều sure là vấn any of đề của them một have a tôn giáo trace à, at ngay this cả point. Jeremy. We just need to find a way to Tôi không stop chắc all là chúng of ta có sự lựa this. chọn nào khác ở chúng đây đâu. Chúng ta cần phải tìm những cái manh mối để có thể thôi. Ok. Tôi đi qua bên này được. Sao phong cách kiểu giống như game hồi xưa nhỉ. Nhưng mà thế này khó điều khiển lắm luôn ấy. Giống như game PS1 hồi xưa ấy. Nhiều tượng thế. Cái nhà này quá trời tượng này. Rồi.
Vậy chúng ta có một cái chìa khóa thì phải. Đây. Cái chìa khóa này. Has that been there this whole time? Ok, chìa khóa được treo lên miếng gương rồi em ạ. Khó hiểu phết. Và ra phòng này còn gì không? Là cái phòng cho vui à? Đó, 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 đó. Đây là cái ý tưởng mà tôi nói này. Là rất là khó di chuyển bằng cái góc nhìn này. Cực kỳ là khó luôn. Không, mỗi lần đi vô là mình sẽ bị loạn một chút. Thật sự ra thì cái góc game như thế này rất là hay nha. Nhưng mà tôi bị ghét anh em ạ, di chuyển nó bị kỳ lắm. Rồi, mình mở được cái tủ. Nhưng trong tủ không có gì cả, có tiếng chuông điện thoại. Quan trọng là cái điện thoại nằm đâu. Đây rồi, lại cutscene tiếp. Hôm nay tôi có vẻ hơi ù tai, anh em để tí tôi làm bụng nước cái đã. Thanh niên canh bay có vẻ là khá là nghi ngờ cái điện thoại phết nhỉ. Hello? Phải tôi là tôi lao ra tôi nhặt lên luôn ấy chứ. Ai đấy? Jeremy? Jeremy à? Jeremy is with the dog. Jeremy đang ở với chỗ của Darkman. Anh không cứu được anh ta đâu. Không, tôi đã làm tất cả mọi thứ anh ta muốn tôi làm rồi. Tôi chỉ còn một thứ nữa thôi. Tôi rất mong là anh ta giữ vững lời hứa của mình và để cho Jeremy không có vấn đề gì cả. Cút đi thám tử khi mà anh còn có thể. Giọng này nghe lạ nha. Mới vô lại mà giọng ông già, một bác già. Rồi sau đấy quay ra lại là giọng. Ui, cái gì đấy? Quay ra lại là một cái giọng khá là giống Jeremy cơ. Đây, đặt về đây đây. Tuy nhiên là tôi chưa có mật khẩu, chưa có mã số gì cả. Vậy là mình phải đi kiếm một cái mật khẩu, một cái mã số gì đây. Đâu tôi xem nào. Mật khẩu hay là mã số à? The Snake Dagger First Meeting. Tôi nghĩ nó có liên quan gì tới cái này không? Có vẻ như là không đấy. Cái này thì chắc chắn là không rồi. Tại vì cái này nó không hiển thị cho mình bất cứ manh mối đâu cả. Nó chỉ kể về cái con dao thôi. Rằng tôi phải cắm con dao vào mắt của một chỗ nào đấy. Để tôi xem nào. Con dao này có cái gì khác không? Không có. Từ từ đi. Hiện tại chứ giờ là chúng ta phải đi giải đố thêm đấy. Khúc này là mình không đi được rồi này. Chỗ này thì có vẻ như là cửa khóa rồi. Không ra được. Phòng ảo ma Canada vừa vô phát khóa luôn. Đỉnh thật sự. Tôi xem nào. Phòng này có gì không ta? Đoạn này có nhạc ra nghe êm êm phết. Mấy đoạn trước đi toàn nghe tiếng im ru bà ru sợ vậy đấy. Đây, cái khúc này tôi cực kỳ. Đó. Ghét chưa? Mã số à. Số à. Từ từ, từ nha. Có vẻ như là cái này nó đang in hình cái mề đây đây này. Là cái đầu tiên là phải chỉ về hướng cái hình tròn. Nhưng tôi không biết là cái này là chỉ theo số thế nào anh em ạ. Có vẻ như hai vòng tròn ở trong thì chỉ về một hướng. Còn vòng tròn còn lại là chỉ ngược hướng lại. Nó có hình hai cái cây phi tiêu hoặc là hình một cái hình tròn. Có một cái gạch à. Tôi vẫn còn nói chuyện với Emily nữa. Tôi đã khá là bận đi cố gắng giải thú cái ông chú của cô khỏi thanh niên Darkman. Nhưng mà tất cả mọi thứ khác thì đừng lo thám tử. Tôi thấy là chúng ta có vẻ gần rồi đấy. Nếu mà anh ta là một phần của cái tôn giáo này thì anh ta không muốn bỏ lỡ cái bữa ăn của San Jose đâu. Chúng ta chỉ cần cố gắng tìm thêm thôi. Tôi mong là cô đúng. Ok. Hiểu rồi. Có vẻ như sắp tới một cái bữa tiệc anh em ạ. Của San Jose. Nếu mà là một thành viên của tôn giáo thì người ta buộc phải tham gia vào cái bữa tiệc này. Tôi xem nào. Thật ra ấy thì tôi nhìn tôi cũng chẳng hiểu nó là nó chỉ như thế nào anh em ạ. Cũng khá là khó đây. Cái này nó chỉ chỗ nào đấy? À đây chỉ số 7 đúng không? Thế này à. Từ từ, tại vì nó có một cái miếng khoét ở trong mỗi cái. Đúng chưa? Nó có một cái miếng khoét ở trong mỗi cái này này.
cũng đúng rồi. Nó có một cái chiều đấy tôi mới quay theo rồi này, nhưng mà không biết là cái chiều đó là cái chiều nào. Thế nó mới cay. À, mỗi lần xoay cái này nó còn bị đổi đi cơ. Từ từ. Nếu vậy thì mình cứ thử thôi combo thế này. Đấy. Ok, cứ thử từ từ thôi. Mình biết cái combo là được rồi. Ok. Rồi, nó chỉ lại về cái phòng hồi nãy. Ui, nhưng mà Emily ở trong đấy nha. Có khi nào? Tôi chết rồi, cắt xin rồi. You okay? Anh ổn chứ? Ở kìa, anh trông có vẻ hơi choáng. Không, chỉ là một cái điện thoại ngớ ngẩn thôi. Tôi biết là tôi cố gắng gọi cho cảnh sát rồi, nhưng mà cái điện thoại không gọi được. Ok. Có vẻ thanh niên canh bay vẫn muốn chia sẻ nhưng cũng sợ là cái góc nhìn của mình nó khác với lại Emily anh em. Lắc. Cô Hartwood, tôi nghĩ là cô muốn nhìn thấy cái thứ này đây. Có thứ gì đấy ở trong cái tủ kia? Đúng có này. Cô không nhìn thấy có một cái cánh cổng đi ra một cái nơi nào đấy điên loạn của Jeremy sao? Tôi không hiểu. Anh đang cố gắng nói một cái câu chuyện gì à? Tôi xin lỗi, tôi không thấy gì cả. Anh không, cô không thấy được cái điều này à? Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Tức là tầm nhìn của hai người này đều khác nhau. Are you going inside the closet? Anh đang đi vào trong cái tủ đồ đấy à? Ừ. Cô có vấn đề gì không? À không. Anh cứ làm bất cứ gì mà anh cảm thấy đúng đi. Anh thám tử à? Goodbye, Miss Hartwood. Tôi không cố ý như thế. Mà thôi, tôi đi đây. Ôi, thế là thanh niên đi xuyên vào trong cái tủ đồ. Tuy là chị Emily không thấy nhưng mà chị Emily vẫn để cho đi ngang qua luôn. Rồi cái gì đây? Thôi. Hết từ cái lỗ mũi này sang cái lỗ mũi khác là thế nào? Tầng hầm gì đây? Tầng hầm bán muối à? Hay như thế nào đây mà sao thấy nhiều tinh thể trắng thế? Cái này có thêm một là tuyết, hai là muối nha. Kiểm tra lại súng ống xem nào. Cái hầm này có vẻ khá là ẩm rồi. Cũng chưa biết thế nào đâu. Tôi hy vọng là không phải là hầm bán muối. Rồi, súng ống đầy đủ. Ui, mình ra ngoài bão tuyết luôn mà. Cái này là bão tuyết anh em ạ, không phải hầm bán muối rồi. Nhưng mà hơi lắc nha. Dưới này lắc phết đấy. Phải đùa đâu. Có vẻ như đây là một cái khu lều của dân du mục chắc. Nhưng mà ở đây có một cái ngôi nhà khá là to. À không, đây phải nhà đâu. Cái này là cái thuyền ấy. Cái này là cái thuyền mắc cạn. Đây có lều đây. Vậy là thuyền này mắc cạn rồi. Tôi có súng mới. Súng mới không? Ngon flare gun. Ok, sorry anh em nhé. Flare gun anh em ạ. Rồi, dùng flare gun để bắn lên trời. Ok, hiểu rồi. Hiện tại thì bây giờ mình đang có flare gun. Bắn lên trời à? Bắn lên trời cái coi. Sẽ đau không? Bắn lên trời phát thì mọi thứ nó sáng sủa, chiều sủa hơn. Quay sang bên kia. Ok, tôi hiểu rồi. Rồi, tạm thời mình hiểu rồi đấy. Nhưng mà bây giờ thì tôi có thể đổi flare gun với lại cái súng lục của tôi được. À, ấn số 1 2 lần nó tự đổi. À, ấn giữ chứ, phải không ta? Ấn giữ. Rồi, tạm thời là súng lục trước cái đã. Cái flare gun từ từ. Tôi nghĩ là mình có thể dùng cái flare gun này để kiểu như tìm những cái chỗ nào sáng sủa, chiều sủa ấy, để mình đi ấy. Chắc là như vậy quá. Cô này cũng hết cái để đi rồi. Cô lên trên này thì sao? Cô này có vẻ lạnh, không đi được rồi. Từ từ đi. Từ từ đã. Xem nào. Ui, bắn này là flare không kịp cháy luôn mà. Từ đã, bây giờ phải đi đâu ta? Nãy tôi bắn lên trời kiểu kia là có vẻ đúng rồi mà. Vậy là không đúng à. Trời, con kiến nãy giờ nó có mò tay tôi ngứa khó chịu phết. Từ nhá. Tôi thử bắn lên trên trời một lần nữa xem. Tại vì đằng nào ở đây cũng còn nhiều đạn mà. Rồi,
nhìn xung quanh có gì sáng lên không. À đây, một căn lều. Vào được nha. À không, trời, mình lấy được đồ anh em ạ. Đây, cái này mới là rim cách chơi nè. Gì đây, mình nhặt được một cuốn sách, The Greenland Expedition. We found the ancient có vẻ như là một cuốn nhật ký thám hiểm vùng đất Greenland. Chúng tôi tìm thấy được một cái ngôi đền cổ. Rồi. À, từ từ, có liên quan tới Jacob Van Optadea này. Là một số những cái thành viên tập trung nhất trong chuyến hành trình này. Tôi hiểu rồi. Đây. Rồi mình có flare và tiến tới cái bờ biển. Và leo lên trên cái gọi là cái đền. Ok. Và để tôi phải tìm cách tôi dùng cái flare đấy anh em ạ. Tôi phải tìm cách tôi dùng cái flare này cho nó thật. Nó thật là ok nha. Thật ra tôi chưa biết dùng thế nào đâu. Cứ từ từ đã. Tại vì chỗ này đang dư. Mà cứ tạm thời bắn lên trời xem sao. Tại vì nếu như bắn lên trời nó sẽ chỉ cho mình là cái hướng nào với hướng nào ấy. Vậy tôi phải qua bên kia rồi. Chỗ này trông cái này mà kẹt nè. Tại vì sau khi qua bên đây ấy, là tôi không chạy được. Cho nên tôi cũng hoang mang lắm. Thậm chí nó không cho mình đi cơ. Vậy là phải đi tới rồi. Bắn thử hướng đấy xem. Hướng này có đi được đâu? À đi được này. Đi được nha. À đây, đây đi được anh em ạ. Đi được. Tiếp tục đi. Ok. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục đi. Nhiệm vụ nghe nghe căng vậy. Rồi, mình có một cái đèn không? À thắp đuốc lên. Đuốc sáng hơn một chút. Bắn tới đằng trước. Rồi, nhìn thấy thêm một cái khu kia. Để tôi khu đấy xem như thế nào. Cái flare là nó bắn lên trên trời cơ, nó mới cháy. Kiểu đủ thời gian nó mới cháy. Một khu tiếp theo. Tôi lại có thêm đạn flare. À đây rồi. Có vẻ như ta gặp cái đỉnh núi ở đây rồi. Bắn qua đỉnh núi xem thế nào. Tại vì mình có nhiệm vụ là phải đi lên mà. Đúng không? Đúng chưa? Rồi. Tôi tới một cái mép núi nha. Nhưng cũng chưa biết phải làm thế nào. À đây có đường kia, có đường kia. Vậy là không phải leo lên chỗ này rồi. Đi tiếp thôi. Khu này gió thổi ẩm phết nhỉ. Thôi nhặt cái đạn súng máy nha, cái gì vậy? Ôi tự nhiên nhặt đạn súng máy vậy ba? Đang nhặt đạn flare vui vui chiêu chiêu mà. Đang game tìm đường nha. Ôi, tầm bậy rồi đó. Đang game tìm đường rất chiêu nha. Ok. Cái này là vùng Quang Phổ đây. Tôi không nhớ là Quang Phổ nằm ở miền nào, ở miền Bắc Cực hay miền Nam Cực nữa. Hình như Nam Cực. Gì? Tự nhiên khu này sáng lên vậy. Giật mình vậy. Rồi. Tôi lại có thêm đạn, thêm súng. Có một cái rìu phá băng. Mỗi cuốc phá băng nhưng mà rìu phá băng. Tôi xem nào. Khu này có vẻ gió thổi hơi to. Ai đuổi theo tôi sao đít tôi không phải chứ. Sợ lắm phải chứ. Trong Quang Phổ đẹp phết nhờ. Thật ra như thế này nó làm game thôi là làm đã bị lờ mờ đi rồi nha. Chứ ngoài đời mà nhìn Quang Phổ chắc đẹp lắm. Rồi đây, chúng ta gặp một cái tàn tích khá là lạ. Anh cha đâu kia? Anh cha đứng kia kia. Anh gì ơi? Anh gì ơi? Anh cha gì ơi? Nó không cho bắn. Anh cha đứng kia kia. Từ từ, không cho bắn thì có khả năng cao phải địch đâu nha. Nhưng mà tôi nhặt được nhiều đạn lắm. Cái gì vậy? Từ từ, khúc này chắc hết xài flare rồi. Chuyển xài súng rồi. Sao nào? Anh trai gì ơi? Anh trai đâu ra đấy anh trai ơi? Trông anh trai căng nhìn anh trai.
Này cậu ơi, cậu làm gì ở đây vậy? Nơi này là nơi nào? Ôi, quay lại đi thám tử. Ông không muốn ở đây đâu. Này, từ từ thôi, tôi không phải là kẻ thù của ông. Ông sai rồi, ông thám tử. Ông sai rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, trời ơi. Nào, gõ đi. Mày gõ tôi đi, mày gõ đi. Gõ đi. À, gõ hụt rồi con. Gõ hụt rồi con. Sao? Làm sao? Ôi, né chiêu. Né chiêu. Gõ hụt rồi em trai. Đã thế thì sập gân luôn nha. Ui, trâu vậy. Ây da. Người tuyết là có vẻ trâu thế nha. Người tuyết có vẻ trâu. Từ từ. Né chiêu. Vừa đập đạn vừa né chiêu. Vẻ trâu đó. Có vẻ trâu. Né tiếp. Con này. Anh này undead bà rồi sao ấy. Không đánh được. Undead thì sao anh em ạ? Không chết nha. Bắn ngay đầu luôn mà không chết này. Ok đi. Rồi. Ui xôi, từ từ đã, tôi thấy hơi ghê cái khu này. Cái khu này giống như là từ giờ trở về sau tôi gặp quái là chỉ có những anh trai như thế này thôi ấy. Bắn khoảng chừng 6-7 cú sóc gân với lại vài chục cú bắn đạn thường nữa mới chết ấy. Tôi chết rồi. Ông hơi gay nha. Hơi căng nha. Tôi quên làm thumbnail mất. Ok. Đội chiến sau gặp cái tôi làm thumbnail phát luôn. Khu này có gì không ta? Có đạn đúng gì không? Ôi, tự nhiên đèn tắt gì không nổi. Con game này lúc cho đèn, lúc không cho đèn, ngộ thế nhờ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây anh em biết gì không? Là thanh niên hồi nãy tôi đâu có quen biết gì đâu. Tự nhiên nó biết tôi là thám tử. Giống như là mình có một cái mối liên hệ gì đấy với lại những thanh niên ở đây vậy. Nhưng cũng chẳng biết được. Ok. Tiếp tục đi thôi. Nó có khá là nhiều khu đây. Khu này tôi lên chắc để ngắm cảnh cho đẹp. Còn mình lên là mình mới lên vào khu này. Tiếng gì đấy? Tiếng gì đấy? Tự nhiên nhạc dồn dập vậy. Alo game. Nhạc dồn dập thế. Game ơi. Rồi. Bây giờ là tôi phải cắm cái con dao vào đây đúng không? À không. Mình gắn cái vào đây anh em ạ. Rồi bắt đầu chúng ta điều chỉnh là những vì sao. Ok. Of course, a Taurus. I figured you wouldn't want your stars aligned, Jeremy. Rồi, vậy là tôi phải đi chỉnh lại cái chòm sao kim ngưu thì phải. Taurus là chòm sao kim ngưu đúng không? Từ từ. À, còn đổi đĩa được cơ. Vậy thì mình phải chỉnh thế nào cho cái ánh sáng nó đi thẳng vào và trông nó giống như là chòm sao kim ngưu. Nhưng thật ra thì tôi không biết là chòm sao kim ngưu trông nó như thế nào đâu anh em ạ. Rồi. Ok. Cái này có cảm giác là không vừa mấy. Xoay tiếp xem nào. Nghĩa là bên đây sẽ vừa này. Vừa chưa? Đấy, xong chưa? Ô. Lã nào nhỉ? À, từ từ ghê nó mới lốt. Trời ơi. Còn cái gì vậy? Ui, ngôi đền có vẻ là bắt đầu sôi sụt nha. Ôi. Ui, cái gì đây, mở qua thế giới bên kia luôn à? Cái gì vậy? Doctor Strange à? Ui, thanh niên hồi nãy. Ui. Cái gì vậy? Từ từ. Loki à? Ui, thanh niên hồi nãy thành cái dạng người gì kia? Ui, xồi, thành cái dạng thức gì kia? Bây giờ tôi có mỗi con dao găm thôi à? Từ từ đã. Ui, nó hét nghe ghê quá. Xem nào, làm tí thumbnail anh. Đúng rồi anh trai. Nào, đánh chiêu. Ui xồi, tay nó quờ kinh quá nha. Thanh niên, nào, quạt đi anh. Đố anh quạt được em. Đố anh bắt được em. Hả? Ui, nó hét. Đố anh bắt được em. Sao đi dễ vậy? Từ từ. À đây, dùng dao cắm vào mắt. Không, cắm vào mắt cơ. Ủa, con này con bốt này hả?
Con này là con boss đây đấy hả? Con này là con boss đây anh em ạ. Boss rồi. Đi anh. Ây, đào nhà. Mình chơi vui nha, nói khẽ cười duyên bắn cái cho vui thôi, không cầm roi cầm dây quật nhau như vậy nha. Ây da. Ủa sao vẫn dính được ta? Tôi né rồi mà ta. Cay phết nhờ. Lại dùng dao, lại xiên vào đầu cơ, đừng có xiên vào người nữa. Từ từ đã. Anh em phải căng anh em ạ. Tôi nhặt được đạn súng máy. Ấy, tụi tí nữa đi rồi. Còn một viên sọc. Chỉ có súng máy, Tommy gun. Tommy gun. Thấy. Ui sồi đau. Ui thanh niên này trâu lắm anh em ạ. Bắn thế mà không choáng không gì luôn. Súng máy, Tommy gun. Ok. Nằm tiếp chưa? Thanh niên nào đây? Ôi, tôi bị lôi xuống luôn. Ôi, từ đã. Tôi bị rơi xuyên tất cả những căn phòng trước đây tôi từng qua anh em ơi. Vậy là mình rơi vào ký ức rồi. Rơi vào miền ký ức. Ui sồi, rơi thẳng xuống cái hòm luôn mà. Ui xuyên qua luôn. Ui khúc này lắc thế. Cách xin mà lắc vãi chưởng. Là thế nào nhờ? Ủa, thanh niên kia vẫn chưa biến mất luôn mà. Vẫn còn nằm đây luôn. À đây, Jeremy. Ui tôi xong rồi, tôi làm cái gì đây? Ui Darkman. Trò gì đây? Tôi quay về cái phòng khách hồi nãy rồi. Tôi đã làm tất cả mọi thứ. Ông không vui à? Tên khốn phù thủy kia, ông muốn làm gì với tôi? Hả? Ông muốn tôi mất trí à? Ui. Cái gì vậy? Ui. Tôi chết. Tôi bị tiêm thuốc rồi. Ui, tôi xong rồi. Đúng như tôi nghĩ rồi. Khúc này thanh niên canh bay bắt đầu lên cơn anh em ạ. Điên luôn rồi. Hồi nãy là gõ đầu một cái người mà đóng giả cái vai thanh niên Darkman đây này. Hình như đóng giả chị gái gì đấy, xong rồi có mấy thanh niên kia ra phải tiêm thuốc cho ngủ đi. Hay là như thế nào nhỉ? Thế quái nào? Sao ra tiêm thuốc gọn hơn đây mà, cái vấn đề ở đây là tiêm thuốc rất gọn nha. Nhưng mà con game này làm cutscene mà còn bị lắc nữa, bực mình ghê. Đây cháu Gray. You're awake? Chú tỉnh rồi à? Chú đã tỉnh rồi. Mr. Conby's up. À, ông Canby tỉnh rồi. Này cậu bé, ông này, đồng chí. Tôi cứ tưởng là cậu bị ngất cả đêm tối luôn chứ. Dậy cùng nhau uống rượu nào. Chúc mừng là anh đã tỉnh dậy rồi. Anh khiến chúng tôi sợ đấy. Có gì xảy ra vậy? Anh có một cái vấn đề về tâm lý. You stabbed Jeremy and then punched. Anh đã đâm Jeremy và đâm bác sĩ Gray. Okay. Thật à? Jeremy thì khá là lạ, nhưng mà tất cả mọi thứ quay trở về như cũ rồi. Tất cả đều nhờ cậu đấy, Canby. Cậu có muốn thử ngồi dậy không? Từ từ đã. Này, thanh niên Jeremy bị đâm xuyên mắt. Ông bác sĩ bị tôi đâm. Và đó bình thường hả? Ok, ông bác sĩ thăm bên mắt kìa. Hey, Jeremy, hai người thế nào rồi? Jeremy, tôi gây hơi nhiều sát thương nha. Cậu có đau không? Tất cả mọi thứ đều ổn. Đều rất là yên lặng rồi. Có gì xảy ra vậy? Anh cho cậu ta uống thuốc giảm đau à? Không. Có vẻ như do anh đâm xuyên mắt cậu ta một phát. Cho nên là cậu đã chỉnh sửa lại phần não bộ của cậu ta. Đó là gì cơ? It's not like I hadn't considered it myself. I just wish Jeremy could have been helped without reducing his personality to that of an oyster. Thế nào? He's gonna live. Nhưng of course. Cậu ta sẽ sống. As long as someone keeps feeding him, he'll outlive the best of us. Cho tới khi là có ai đấy cho cậu ta ăn thì cậu ta vẫn tiếp tục sống thôi. Ủa là thế nào? Ủa là làm sao? Từ từ đã. Không, tôi thấy kỳ kỳ thế nào nha.
Rồi hồi nãy thì ai là cái người mà tự nhiên đóng giả vô cái vai của thanh niên Duckman? Tại vì lúc nãy tôi nhớ không nhầm là lúc đấy là chúng ta kiểu chúng ta tỉnh lại rồi đúng không? Tôi cầm một cái, tôi không biết cái đó là cái gì anh em ạ, là tôi đâm xuyên con mắt của Jeremy rồi. Và chuyện đấy chắc nhiên là không bình thường một chút nào cả. Rồi sau đấy tôi còn đấm một thanh niên này nữa, rồi tôi bị chích thuốc. Thì tất cả mọi thứ không có cái gì bình thường ở đây cả. Cái quái nào mấy ngày này là kêu bình thường ta? Does Emily know about Jeremy's condition? Jeremy có biết về tình trạng của Emily, có biết tình trạng của Jeremy không? Cô ta có vẻ là cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì xảy ra cả. Là thế nào ấy nhỉ? Từ tôi chết rồi, hình như tôi mất cái nhiệm vụ mà đi ra chỗ cái cây thì thầm rồi. Ui. Did any of it really happen? What had Conway actually been doing all night? Tất cả mọi thứ đều quay trở về bình thường. Mọi thứ thật sự xảy ra như thế này sao? Liệu Canby có thật sự à? Canby đã làm gì trong cả một đêm tối ngày hôm nay? Tôi chết rồi, tôi đang nghi anh em ạ, là khả năng cao là tôi phải nói chuyện với cây này trước thì nó mới good end được. Chứ nếu không nói chuyện với cây này thì bad end rồi. Tức là sau một đêm xong thì có khả năng cao là Jeremy cũng mắc kẹt ở lộn. Canh bay mắc kẹt ở trong đây luôn rồi không chừng đấy. Mắc kẹt trong nhà thương tiên luôn rồi. Rất mừng được gặp lại anh. Anh thám tử. Thanks. Ăn chút gì đó đi. Thôi được rồi, tôi sẽ ăn sau vậy. Bà này kiểu nhìn nhìn kiểu sững sờ. Tôi chết rồi kiểu này. Tôi còn quá trời phòng tôi chưa giải luôn á. Đây nè coi nè. Đầy phòng chưa giải luôn. Tôi chết rồi. Đừng có end game lúc này nha. Nói chuyện với thanh niên này xem. Được rồi, nói chuyện với tôi đi. Có gì xảy ra ở đây vậy? Mỗi một năm chúng ta đều có một cái lễ kỷ niệm đối với lại cái cây này. Nó là một cái biểu tượng. Nó giống như là một cái vòng đời của đau khổ và hạnh phúc vậy. Giống như là cái cây này sống sót qua từng cái mùa màng. Ok. Vậy là mấy người này cũng tổ chức một cái lễ anh em ạ. Giống như kiểu ăn mừng chúc mừng năm mới ở trong cái khu viện tâm thần này thôi chứ không gì đó. Ôi bây giờ tôi không ra cái này nói chuyện nữa luôn rồi. Tôi không nghĩ là nhiệm vụ phụ đâu. Nó là tuyến nhiệm vụ để dẫn tới good ending hay sao? Hoặc là series ending hay sao? Nói chuyện với đứa nào này? À tôi nói chuyện với cháu vừa đây. Này cháu, cháu làm gì đấy? Cháu đang chuẩn bị cho cái lễ tưởng niệm. Cháu không muốn làm thất vọng mẹ cháu đâu. Ủa mẹ cháu, chú nhớ là người ác mà. Hay là mẹ nào? Hình như là tôi gõ đầu bà này nè. Đó là một cái cây rất là to đấy. Nó ấn tượng hơn tất cả những thứ bạn có thể tưởng tượng được đấy. Trông ngầu vậy. Chị này hình như là chị Lottie hay sao này. Vậy này là chị y tá mà tôi vào phòng tôi lục kiếm cái hòm. Hơi bị nhiều đấy. What are you looking for? Anh đang tìm cái gì vậy? Just keeping an eye out for the storm. Tôi chỉ đang nhìn Radio vào cơn bão thôi. Radio bảo là có vẻ là cơn này to đấy. Chắc là thế nào ấy nhỉ? Cái không khí bình yên này có vẻ không đúng. À, Ruth nè. Em Ruth đeo mặt nạ. Trông ngồi. Hey Ruth. Sexy đấy. Này Ruth. You too, detective. Make sure to stay for the festivities. It's no Mardi Gras, but it ain't bad. Ok. Ui, chụp xinh chưa anh em coi này. Chụp xinh vãi trường anh em ạ. Ngồi hút thuốc nữa chứ, dừa dừa nữa chứ. Đã phết. Từ từ đã. Tôi kiếm đường tôi đi vô. Nó không cho mình vô này, thấy không? Tôi chết rồi. Tôi xong rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là cái gì đây? Tôi mất hết manh mối luôn rồi. Go back to New Orleans with Jeremy and Emily Hartwood. Tôi chết rồi, xong game luôn rồi à. Does she still want to take Jeremy away from Dorsetto? I will have to insist that you do. This is not that kind of institution. Tôi chết rồi. Thế này là tôi xong rồi. Nhưng mà chương 5 cơ mà. Bắt đầu chương 5 cái endgame luôn à. Bây giờ thì tôi phải kiếm được cái đường ra để mà chở được Emily với lại Jeremy về lại New Orleans. Nhưng mà ra chỗ nào, đi chỗ nào?
chỉ nói chuyện với mấy người này thôi. Tôi cũng mất súng luôn rồi. À đây vẫn còn súng. Mà vô lại phòng kiểu gì nha. Có vô được quái đâu. À, đi cái đường nào bây giờ? Nhớ không nhầm thì có mỗi một cái đường của thanh niên ba tiết te đứng thôi. À đây đây còn cái gì nè. À chờ cho cô hát quốc. Rồi chờ. Ủa là thế nào nha, từ đã. Lo thế nhờ. Hết game hơi sớm nha. Bà Thompson, chúng ta nói chuyện về cái điều này. Tôi không chắc là tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Ông bác sĩ à, cái điều này là điều quan trọng đấy. Chúng tôi đã đợi lâu rồi. Sao chúng ta không hát bài hát cũ đi? Tất cả mọi thứ thay đổi không phải là điều đúng đắn hay đâu. Nhưng mà chúng ta không biết chúng ta đang đối mặt với điều gì. Nó sẽ ổn thôi bác sĩ à. Có khi là còn tốt hơn chứ. Trông mặt cháu nhìn ghê thế cháu. Nham hiểm vậy chứ. Thế nào nhờ? Kiểu mấy người này đang đợi hát một bài hát gì đấy à? Ủa có vẻ là một bài thơ. Một cái bài cầu nguyện anh em ạ. Đó. Đang cầu vào trong, đối với lại con dê ở trong rừng anh em. Con dê đen ở trong rừng. Người nhạc nghe ghê vậy từ đấy. Sao có người thì ôm bụng, có người thì cười. Hôm nay quăng cái thòng lọng trên trời làm gì đấy? Ủa cái gì đấy? Sao đây? Sao lại treo cổ? Ủa cái gì đấy? Ôi, cái gì vậy? Từ đã. Ôi anh này ngăn tại luôn. Đây là cái thứ mà cần phải được thực hiện. Không rồi đây. Dừng rồi đi. Dừng lại. Ôi sợ ôi. Cái cây nó đang di chuyển đây hả? Mọi người đang thực hiện một nghi thức gì đây nè mà. Ui, có cái súng nổ. Emily, hãy đem chú tôi ra khỏi đây đi. Ui sợ cháy luôn. Jeremy, đi với tôi. Nhanh lên. Đứa nào cắt dây cho cháu Gray đi. Này thì ok. Bắn luôn mà. Jeremy, đi với tôi. Jeremy. Ủa cái gì đấy? Tôi mới thấy con gì đấy mà. Ui. Ủa cái cây hỏa quỷ rồi. Ui xồi ôi. Chúng ta chết hết rồi. Ui. Vẫn chưa tới lượt tôi luôn. Rồi xong rồi rút. Ui rút. Rút. Ui xồi ơi rút ơi rút. Chặt vào tường luôn mà. Jeremy. Chú ơi, đi thôi. Ôi ôi xồi bác sĩ với chúng tôi này. Cô y tá. Cô này là cô làm bếp anh em ạ. Ui xồi ôi. Trời ơi cô làm bếp tôi xiên vào trong. Ui ôi ôi. Ui ôi ôi. Khúc này tôi chỉ biết ngồi coi thôi em ạ. Không miêu tả được gì cả. Nào 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 nào. Ôi ôi xồi ôi. Làm đôi luôn mà. Ở khúc này là bắt đầu là thành quỷ mai luôn rồi chứ không còn là xảy ra trong đầu hay là cái gì nữa em ạ. Tôi không thể để cho con quái vật nó ra khỏi đề xe tô được. Để tôi biết ngay mà tôi mới nói chuyện với lại cái cây này trước. Ui ơi khổ thân bác sĩ, khổ thân cô y tá. Tay cô y tá còn vòng lên trên chân cô lặc lìa luôn mà. Ở đâu rồi? Cái bác nấu ăn đâu rồi? Cái bác cọc cằn đâu rồi? Ui xồi ôi treo lên trên trên cửa sổ luôn mà. Ui ôi, đây đánh bốt đây, đánh bốt đây, đánh bốt đây. Ui nãy giờ tôi quên làm thumbnail luôn. Tôi sợ thumbnail dính dính ba cái liên quan tới máu me bé bét ấy. Bây giờ phải đi đâu trời? Qua đây à? À sang đây. Uống phải. Ui đâu ta? Lên này à? Lên này mới vòng xuống được à? Chỗ này cháy đi thế nào được? Nãy tôi không nhìn được cái cây đi hướng nào cơ. Hình như là cái cây đi hướng này này nhưng mà tôi không đi bằng đường này được. Tôi xem nào. Ui xồi ôi khổ thân. Đây em rút người yêu tôi đây. Quăng. Nó quăng thế này còn đỡ nhá. Còn mở mắt còn trông đẹp như thế này nhá. Mà không ra chỗ này được anh em ạ. Từ đã. Đi đâu vậy? Em rút này cũng còn ấm này thôi. Tranh thủ. Không đi được. What the fuck.
nhiệm vụ ở đâu trời? Detective Conby returned just as the festivities were about to begin. Rồi cái này biết rồi. Nó cứ bảo mình là phải đi ngăn con quái vật lại nhưng mà cửa nẻo banh hết rồi thì đi thì sao? Ôi. Đừng bảo tao tới đây rồi tao cũng không chơi được nhá. À đây đây lên đây lên đây lên đây lên đây. Rồi. Có vẻ nó có cái đường mà tôi không thấy. Có thêm cái thuốc đây. Hay đúng đêm mưa gió bão bụt luôn chứ. Còn gì đẹp hơn. Vậy là cái này nó liên quan tới nghi thức của phù thủy gì đấy rồi em ạ. Chứ chẳng liên quan tới Jeremy đâu. Ôi ra ngoài đây đã âm. Ôi ôi ra ngoài đây đã âm. Từ từ anh em chờ tí. Để tôi giảm cái tôi nghĩ là cái này liên quan tới sáu phát. Ừ. Chắc là sáu phát ấy. Đó. Giảm bớt rồi đó. Nhưng mà chơi cái này thì không phê. Để tôi tự bật tiếng của tôi to lên. Cái gì đây? Lại thêm đạn nha, từ từ. Có vẻ con ghê này bắt đầu thích cho mình nhiều đạn rồi đây. Đánh bốt mà. Đúng chưa? Thêm đạn shotgun. Phép. Thêm một cây gỗ. Mấy khu này không đi được rồi. Chỗ cái gì đấy? Cái xin tiếp à? Ui lại cây này. Cái cây lại chồng đầu lên nè. Ui sụi, ui sụi. Nó không còn là cái cây nữa rồi. Cái gì vậy? Ui. Nó không còn là cái cây nữa rồi. Run dế ở đây nè bạn. Trông ghê thế. Nào. Cạc nhổ, cạc nhổ, cạc nhổ. Chạy. Ôi đừng cút, đừng cút, đừng cút, đừng cút. Đừng cút. Từ từ đã tôi phải qua bên đây sao ấy. Có bắn không ta? Bắn cái này không ta? Có bắn không ta? Có bắn không ta? Phải bắn không ta? Hình như không ấy. Tôi phải lo chạy thôi. À không. Không chạy được. Từ từ đã. Không cho chạy nha. Chờ tí. Từ 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 rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Bắn vào cái đoạn cái đoạn bong bóng ở trên người nó em ạ. Đoạn bong bóng trên người nó. Ok. Hai đoạn. Ui sổ con này cạc nhổ nhiều quá nha. À, thế thì súng lục thôi. Cho nó đơn giản cho nó tiết kiệm. Nào, lên bóng tiếp đi. Ui, con này nó vừa là cây nó vừa là cái gì ấy. Đúng gớm ghiếc thật sự. Ấy da. Bóng đâu rồi? Hết bóng rồi. Đây bóng đây. Bóng đây. Ok. Vừa bắn vừa né nào. Vừa bắn vừa né nào. Tiếp tục. Ủa lắc 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 lắc. Lắc kinh thế. Lắc kinh thế con. Ok. Con nó còn nhiều miệng ở đây mà trong. Ui. Cái gì vậy? Ui sổi đánh sập cả cửa xuống mà. Sập cả sàn xuống mà. Ok. Có thêm đạn. Cái này cái gì? Mấy cục đá dụ môi. À. Thả đuổi ra nha. Thả đuổi ra. Từ từ. Làm tí tham neo vội gì. Thả thêm không? Con vẻ con này hơi đơ. À. Lại thả thêm mấy con ve chó ra này. Bắn vào đâu đây? Có gì để bắn đây? Bắn vào đây à? Ui. Thêm mấy con. Một viên là xong. Từ từ. Thêm ve chó. Ve chó đứng yên lắm. Nên bắn được. Không sao đâu. Ui sổi trông to chưa nè. Làm cho gì mà làm cho gì. Lại thêm ve chó. Từ từ. Né chiêu. Lại thêm ve chó. Ui. Ui tôi vừa với ve chó vừa với con này nữa em ơi. Ui sao. Chân nó nhiều thế. Chân ốc bu à. Chân ốc bu rồi. Con này là thần ốc bu ấy. Thần ốc bu này. Thần. Con này đi rồi. Lại gõ tôi này. Chuyến này như phải bắn vào trứng hay sao ấy. Bắn vào trứng thấy vô dụng lắm. Bắn vào đâu ta? Bắn vào miệng xem. Còn về đầu nha. Ây da. Còn về đầu nha. Từ từ uống thuốc đã. Miệng tiếp. Miệng. Miệng tiếp. Né nào. Né. Ui trời ơi. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Từ đó. Cái này tôi bắn bằng cây kia rồi em ạ. Chứ còn tôi không biết bắn vào đâu cả. À rồi, bắn vào chân cho nó gãy chân. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
bắn vào chân này, bắn vào chân xong, trên đầu có số này, có trứng này, trên đầu có trứng này, trứng ốc bu này, trứng ốc bu này, trứng ốc bu này, ok, trứng ốc bu này, rồi, bỏ về đầu đấy, tôi nằm cơ mà luôn rồi, ngồi dậy con ơi, né chiêu tiếp nè, rồi nó lại quỵ rồi, lại quỵ rồi, thả thêm đuổi ra, đúng rồi đấy. Thả thêm đuổi ra, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Rớt tay, một rớt đài. Rồi tiếp theo đâu, tiếp theo đâu, ở đây. Con này giờ tôi không biết tôi không bắn đâu nữa anh em ạ. Nó sai sai. Rồi, con này đi. Thêm mấy con người cây nữa. Đi. Đặt đạn tiếp, đừng ra mấy con ve chó được. Vừa nói xong, lại ve chó rồi, lại ve chó rồi, lại ve chó rồi. Lại thêm ve chó rồi, lại thêm ve chó rồi. Tới lượt tôi. Từ bắn. Ôi 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 ôi. Ok. Bắn, bắn tiếp vào chân này, bắn tiếp vào chân ốc bu này. Ây da, nó quơ vào đầu đau quá. Từ từ đã. Có vẻ là thằng cu hơi quỵ xuống thì mình phải bắn cái này thôi. Phải bắn thêm mấy cái này thôi. À che, che, che. Che nữa không? Che nữa không? Còn đâu nữa? Còn hai cục trên đầu. Đã xong. Né chiêu, né chiêu. Này thì né nhanh phết nha. Nó lại giọng đây, nó lại giọng đấy. Nó giọng ngược hướng rồi, nó giọng ngược hướng rồi, ngược ngược hướng rồi. Lại năm. Ủa, cái góc nằm hơi xấu nha. Cái góc nằm hơi xấu này. Mấy con quái thả ra là tôi dễ bị đứng gần mấy con quái lắm. À đây. Lại thêm trứng, lại thêm trứng. Ok. Còn đánh có vẻ lâu phết nha. Ui, sập sàn luôn mà. Ôi xồ ôi. Lâu lắm mới đánh boss lại này mà. Trước giờ toàn chơi game giả lập, làm siêu thị này nọ kia không, tiền đình. Lâu lắm rồi bắn nhau với boss ấy. Ui anh, bè bét. Bè bét, em Emily em làm trò đấy em. Hả? Cái thứ là thứ gì vậy? Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh. Có khá là nhiều cái manh mối về con dê đen. Và tôi rất mừng là tôi đã tìm thấy được những cái manh mối đấy. Anh ổn chứ? Everything is out of order. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy cả. Đây không phải là cách để mà câu chuyện này kết thúc. Yeah. Oh, you're welcome, buddy. Này. Ok. How are you doing, sweetie? À, cháu Gray còn sống này. I kind of like it. Cháu khá thích điều này. But I'm mọi người mad. Phá vỡ tất cả mọi thứ. Nhưng mà cháu không chết là được rồi. Ok, vậy phải bắt anh em ạ. Alright, you ready to head back? Được rồi, tất cả mọi người muốn quay về New Orleans chứ. Come on, Jeremy. Thôi Jeremy đi thôi. Chúng cháu đang đi đây. Cháu đi theo được không? Chú tưởng là cháu bảo cháu không cần được cứu chứ. Đừng có bỏ cô bé lại đây chứ. Cô bé quan trọng đấy. Tất nhiên là chúng ta mang con bé theo rồi. Ui xồi ôi. Vậy đúng rồi anh em ạ, tất cả mọi thứ đều là thật đấy, không có cái gì xảy ra trong đầu của nhau cả. Từ đầu ấy là có những thứ xảy ra trong đầu ông Jeremy nói chung là ông bị mắc cái hội chứng là cũng đi cùng khùng. Nhưng mà sang tới cái vùng đất này thì lại gặp thêm ông bác sĩ với lại thêm cái nhóm người ở đây nữa, ai cũng gọi là cũng tà đạo cả. Cũng đi theo cái tôn giáo về con dê đen cả, thành ra là mấy cái thứ đó thành hiện thực. Hết game rồi. Sao hết game chống vánh thế nhỉ? Hết game chống vánh thật sự chứ. Tôi biết là hôm nay phá đảo đấy, nhưng mà hết kiểu chống vánh vai trường. Tôi kiểu tôi nghĩ phải bốt phải 2-3 phát hay là như nào đấy anh em ạ. Vậy cái pha kia mà nếu tôi nói chuyện với con bốt thì sao? Nếu tôi nói chuyện với cái cây thì sao? Đánh bốt luôn không? Nói chung là đây là một con game là cũng khá là khó hiểu đấy anh em nha. Kiểu như là do tôi không phải là người tôi cái tiếng Anh tôi nó cũng hơi hơi kém,
cho nên tốc độ dịch của tôi nó không cao. Thì có những cái đoạn văn bản nó khá là to, những cái đoạn văn bản mà nó có kể về bối cảnh này, nó liệt kê về bối cảnh, nó liệt kê về ví dụ như những cái phong cảnh như là những cái khu nhà thờ, tại sao có những cái khu nhà thờ như này, rồi tại sao có những cái khu như là khu đầm lầy, những cái khu như là khu mấy cái viện kia. Thì đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu tôi hiểu nhiều sâu về cốt truyện này hơn. Nhưng mà tôi chỉ có đủ khả năng để mà IELTS 10 chấm để mà hiểu được là chúng ta cần phải làm gì tiếp theo thôi. Chúng ta cần phải tìm manh mối ở đâu, hoặc là cốt truyện căn bản của con game là như thế nào. Ui kìa, có mấy cái xúc tua kìa. Nhưng còn con dê đen ở trong rừng rồi. Thật ra thì cái khu nhà này là tôi còn chưa đi được vài khu nha. Tôi chưa đi được tất cả các khu nha. Mà không, tôi nghĩ là nếu mà hình như là nếu mà chúng ta muốn khám phá hết ấy, thì mấy cái khúc mà chúng ta chưa chơi hết là nó nằm ở bên chỗ của đồng chí Emily rồi. Chúng ta phải khám phá nó dựa trên màn chơi của Emily rồi. À, không, thật ra là con game này là một game hay. À, cũng lâu rồi nó không cho tôi một cái cảm giác gì đấy là kiểu như game kinh dị cốt truyện mà tôi phải đi mày mò giải đố này nọ kia, cộng thêm là bắn súng nữa, có một chút hành động khá là hứng thú đấy chứ, khá là hay. Ok, thế thì đây là phần chơi Edward Canby của con game Alone in the Dark. Anh em nào mà chúng ta cảm thấy thú vị, chúng ta muốn hiểu sâu hơn về cốt truyện thì chúng ta có thể tải về tự tay chơi nha, và chơi luôn cả phần game của Emily giúp tôi. Tôi thì chắc sẽ đợi cho tới khi nào mà có một cái video để giải thích. Có thể là của phân tích game, có thể là của phê game, có thể là của cờ su hay là như nào đấy, của ai cũng được. Tôi lên tôi xem thử coi nó như thế nào anh em ạ. Chứ con game này thật ra thì tôi vẫn chưa hiểu được khá là nhiều chi tiết. Chắc là phải chơi luôn cả phần chơi của Emily. Nhưng mà chúng ta sẽ không chơi phần chơi Emily ở trên kênh tôi. À, chơi một phần chơi thôi. Ok. Đây. Mình chơi tổng cộng là 9 tiếng anh em ạ, thế quái nào. Tôi lên mạng tôi coi thấy tụi nó chơi 5 tiếng. Dã man thật sự. Tôi nghĩ là phần chơi Emily sẽ liên quan tới cái vấn đề về tôn giáo nhiều hơn. Vấn đề về phù thủy và cái tôn giáo, người ta gọi là tôn giáo dê đấy. Tại vì gâu là dê đúng không? Lúc trước chúng ta có chơi một con game tên là tôn giáo kiều, thì bây giờ là tôn giáo dê. DC tô kìa. Nó liên quan tới về manh mối của cái tôn giáo và những cái con thú ở trong rừng nhiều hơn. Còn khi mà mình chơi phần chơi của Edward Canby thì chúng ta sẽ liên quan tới việc là đi tìm Jeremy và giải thích những cái vấn đề xoay quanh cái gọi là cái chứng ám ảnh của Jeremy và lý do tại sao Jeremy mất tích. Đó, tôi nghĩ là như vậy anh em ạ. Ok. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn có một số cái vấn đề khi mà nó khơi gợi lại cho tôi, như là cái vụ án của cháu bé Gray ấy. Và thanh niên Canby là người bắt được cái người bắt cóc, rồi trả cháu bé Gray về với mẹ. Rồi ai là người đưa cháu bé Gray sang đây? Rồi lý do tại sao cái phòng của vị khách số 3 lại là phòng của thanh niên Canby, đúng không? Rồi tại sao nó lại hồi ức lại cho mình là những cái vấn đề từ hồi xa xưa của mình? Đấy, tôi cũng chưa hiểu là tại sao nó lại như vậy. Nó chưa có một sự đúc kết nào cả. Kiểu như tôi có cảm giác là nếu nó phải hồi lại những ký ức đấy thì nó phải cho mình một cái nút thắt để mình giải quyết những cái kiểu như là quá khứ còn dang dở ấy. Nhưng mà không, nó cho tôi một cách xin là tôi bị lặn dưới nước và tôi cũng không hiểu được cái chi tiết là nó mang ý nghĩa như thế nào luôn anh em ạ. Khó hiểu phết. Ok thôi, và đấy là Alone in the Dark. Rất mong anh em có thể để lại cho tôi một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi có các video tiếp theo anh em nha. Rất cảm ơn anh em quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye anh em nha.